Chào anh em, Tiên Di mang đến cho anh em một thông tin rất là hot ở phiên bản mới, đó là việc tốc độ hồi máu ở tế đàn thay đổi. Cụ thể, việc đẩy nhanh quá trình hồi máu giúp cho việc thủ nhà, thủ bùa, tao tranh ở gần trụ ấy trở nên nguy hiểm hơn, đồng nghĩa việc team DF sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, cái này chỉ là lượng máu hồi được thay đổi cũng như rút ngắn thời gian hồi phun máu. Nhưng cái quan tâm ở đây là thời gian bắt đầu hồi máu khi rời áo tranh không hề thay đổi. Cũng chính vì vậy mà một số vị tướng ấy có thể phát huy tối đa sức mạnh khi có khả năng không cho địch dám đứng biến về. Liệu đây có phải là cách búp gián tiếp cho những vị tướng này? Cùng Tiên Di tìm hiểu ngay. Ép tìm cho em có có nhiều skin của Liliana đi. Chọn Lily, hơi bị chuẩn đấy. Phun tướng, 358 trang phục, Lily Way. Tiểu thơ anh đào, Nguyệt Mỹ Lý, 300 trang phục thì còn nhiều bộ trang phục VIP lắm anh em. Lên tngshop.vn để xem chi tiết nhé. Thứ nhất, Batman. Dù không có bất kỳ bộ kỹ năng nào có chi thức trên phạm vi toàn bản đồ, hay là phát hiện ra tầm nhìn của kẻ địch, hay là chi thức có phạm vi tầm xa, nhưng Batman với chất tướng của bản thân có thể khiến kẻ địch buộc phải đi bộ về nhà nếu không muốn lên bảng oan uổng. Bởi một khi phát hiện ra con mồi yêu máu, việc mở chú cuối và dí theo ấy, đó là điều chắc chắn. Khi đó kẻ địch chủ quan đang đứng biến về, có khi còn đang mua đồ, cực kỳ dại dột nhá. Và nếu dùng tốt ấy, thì trong quá trình chiêu cuối hiệu lực, khả năng luồn lách, check bản đồ và phát hiện kẻ địch là đơn giản. Nên kẻ địch trừ khi chạy thẳng về tế đàn, chứ còn núp bụi biến về hay là trốn trong trụ, không thoát được đâu. Mà với rất nhiều vị tướng khác, chúng ta có thể thấy từ xa nếu tầm nhìn của đồng đội hoặc là lính hay là kẻ địch đi gần trụ và từ đó chủ động hủy biến về để né. Nhưng khi tàng hình, trừ khi Batman siêu ngáo đi vào trong trụ, hoặc là có một số vị tướng bộ chiêu thức làm lộ tầm nhìn của anh ta, ngoài những yếu tố đó ra ấy, thì rất là khó để biết vị trí chính xác của Batman. Mà Batman đi trợ thủ, tầm hoạt động của nó là vô cùng rộng, hắn ta có thể xuất hiện ở mọi nơi trên bản đồ, kể cả là ở thềm trụ cuối luôn, và có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau, dù đó là ở giữa trụ 2 hay là trụ 3. Và nhiều khi bạn cầm Batman ấy đi vu vơ, có khi là ăn quả đậm đúng không? Kẻ địch mà yêu máu muốn biến về, chui vào bụi nào đó của đồng đội biến về, thế là double kill cho Batman rồi. Thứ hai, Illumia là vị tướng đi đầu tiên phong cho việc phát hiện tầm nhìn của mọi kẻ địch trên bản đồ. Khi có Illumia, các kẻ địch yếu máu chắc chắn chẳng dám biến về một cách chủ quan, đặc biệt là bọn biến về lại còn check map nè, rồi còn đứng mua đồ hay là gõ phím trừ đồng đội, điểm đa số những người chơi liên quân sẽ làm đúng không? Nhưng kẻ địch có Illumia khi yếu máu sẽ được chọn một trong hai phương án an toàn nhất, một là đi bộ về dù đó có là Nakroth, Zuka hay là Lavinata, và thứ hai là biến về nhưng bấm chuẩn bị kỹ năng để né đam thần trận của Illumia, nếu đó là bọn Zuka, Ryoma hay là Hete, và thứ hai là biến về nhưng bấm chuẩn bị các kỹ năng để né đam thần trận của Illumia nếu đó là bị tướng cơ động như là Zuka, Ryoma hay là Hete. Bởi nếu không ấy, ăn một quả chú cuối Illumia khi các bạn đã siêu yêu máu, tỷ lệ đếm số cực kỳ cao, đặc biệt nếu đó là một Illumia đi mid và lên kiểu rất nhiều sát thương. Còn mẹo nhỏ cho anh em, đó là nếu đánh hơi thấy kẻ địch yếu máu, chúng ta đừng vội chú cuối, mà hãy đợi vài giây, sau đó mới bấm chú cuối, như vậy tỷ lệ ăn mạng sẽ cao hơn. Vì với ngay bản thân TNG nhá, khi đã yếu máu và lùi lại, thì sẽ lùi một vị trí khuất tầm nhìn và có vẻ an toàn, sau đó mới biến về. Đương nhiên nếu đối đầu Illumia mà phát hiện nó chưa dùng chú cuối, thì ai dám biến về cửa đó, đúng không? Thứ ba, Teri hơi khác với Illumia nhá, khi mà kẻ địch chỉ cần sự tập trung là có thể né được chiêu cuối của cô nàng. Còn Teri với chiêu cuối nó lại khác. Chiêu cuối của Teri khi được ném ra ấy, chẳng hề có sự cảnh báo gì, cứ lao tới và đập theo được thẳng thôi. Nên kẻ địch nếu bị ăn một lần, nếu mà không chú ý, có thể bị ăn ngay lần hai sát thương. Và đồng dạng chiêu cuối của Teri cũng có thể khiến kẻ địch dừng trạng thái biến về và bị lộ ngay tầm nhìn, kể cả đó là các vị tướng đang trong trạng thái tàng hình, tạo điều kiện cho những vị tướng sát thủ có độ cơ động cao để có thể áp sát và dứt điểm kẻ địch ngay. Nhất là sắp tới ở tại mùa S2 2023, chiêu cuối của Teri còn có thêm khả năng, đó chính là khả năng hút nhẹ khống chế kẻ địch, sẽ càng nguy hiểm hơn nếu kẻ địch đang biến về, đúng không? Anh em cứ nghĩ đi, nếu hiện tại kẻ địch ăn một lần sát thương ấy thì có thể né sát thương về, nhưng nếu kẻ địch sắp tới bị ăn đam lại còn kèm thêm một chút khống chế thì khi đó sẽ khó né hơn. Các bạn cần phải lưu ý, khi bạn muốn ném chiêu cuối ấy, chúng ta phải đoán biết vị trí của kẻ địch. Thường thì kẻ địch sẽ núp ở bụi gần nhất để biến về, và đó cũng là một cái tâm lý chung. Còn đối với những thằng đi rừng yêu máu ấy, bọn nó thường hay vào farm bùa đỏ bùa xanh, nên các bạn cứ nhắm tới thôi. Tuy nhiên nếu ai hay chơi Elsu hay là Zone ấy, thì thừa biết đôi khi kẻ địch hack náo ngược chúng ta và đứng ngoài bụi để biến về cơ. Nên đôi khi chúng ta cần phải sự linh hoạt trong việc đoán biết và ném chiêu cuối để tấn công kẻ địch nhá. Thứ tư, Iggy chẳng hề giống Illumia hay là Teri có bộ kỹ năng phạm vi toàn bản đồ. Iggy lại bị tướng khiến kẻ địch ít máu nha. Nếu cẩn thận ấy là phải lùi rất là sâu để có thể biến về được. Bởi sát thương của hỏa bạo là cực kỳ lớn và có một cái phạm vi ảnh hưởng rộng. Tuy vậy, chiêu của Iggy lại không thực sự dễ trúng đâu. Bởi nếu không tầm nhìn ấy, và kể cả có tầm nhìn của kẻ địch ở trước đó,
kiểu là hướng chạy của kẻ địch, thì lúc các bạn ném hỏa bạo ấy, việc đoán và hack não kẻ địch là việc chắc chắn xảy ra. Lúc đó tỷ lệ sẽ là hên xui hơn rất nhiều. Tuy nhiên không phải là với mục tiêu yêu máu nào chúng ta cũng ném hỏa bạo một cách bừa bãi được. Ví dụ nha, nếu kẻ địch là kiểu bọn Nakdos hay là Zuka ấy, thì bạn phải đọc được kẻ địch đã dùng bao nhiêu kỹ năng lướt rồi, hay là bọn Vio, Hayate, xem bọn này ấy, nó đã dùng kỹ năng lướt chưa và sắp hồi chưa, nếu thể có một cú ném chặn đầu hợp lý. Ngoài ra, nếu dạng anh em tự tin đi tìm kẻ địch thì cũng chẳng cần phải hòa bạo, mà có thể liên tục ném chia một vào các bụi cỏ gần đó để check. Lúc đó kẻ địch phải lập tức dừng việc biến về rồi, tất nhiên phải tùy vào kẻ địch. Chứ nếu mà các bạn cầm Iggy mà chúng ta đi lùa gà bọn Phấn Lo, bọn Gian hay là Murat ấy, cẩn thận, khá là ố dề đấy, có khi lại bị lên bảng ngược. Hãy tận dụng tầm chiêu xa ở chiêu 1 để ném vào bụi và giữ khoảng cách, hạn chế tiến lại quá gần. Thứ 5, Mark. Nếu bạn cảm thấy khó bắt chủ lực kẻ địch, hãy chơi Mark. Nếu bạn cảm thấy bản đồ tối om và lo lắng khi để lẻ bị bắt, kẻ địch núp bụi hay là ăn lén tà thần, hãy lựa chọn Mark ngay. Đặc biệt là anh em muốn nhiều điểm tham gia tranh để cày nhiệm vụ sổ số mệnh, Mark là lựa chọn quá tuyệt vời. Quan trọng nhất ấy, anh em muốn KS, muốn truy tìm kẻ địch thấp máu thì còn chần chừ gì, chọn Mark thôi. Khắc tinh của bao vị tướng, đặc biệt là bọn yếu máu, khi mà với chỉ một chiêu cuối, Mark có thể khiến kẻ địch phải buông máy ngay. Mà anh em biết đó, cái cảm giác cay cú gì không? Đó chỉ là lúc đang bấm biến về được 1/2 hoặc là 2/3 rồi con Mark nó bật chiêu cuối lên, và sau đó thì không còn sao đó nữa đâu anh em. Kể cả Mark không lao tới và giữ điểm ấy, thì với cái nội tại điện tích, khi các bạn muốn biến thêm về một hoặc là hai nhịp thêm rất là mất thời gian. Mà chỉ cần ra đường chậm vài giây thôi, việc mất lính, nổ trụ hay là mất bùa ấy, đó là điều hiển nhiên rồi. Có thể thời gian gần đây ấy, Mark còn quá hot khi bạn đeo rank, dù là đi top hay đi trận thủ. Tuy nhiên trái ngược, ở trong giải đấu, một số trận đấu Mark vẫn được sử dụng khá là hiệu quả, khi mà có thể kết hợp với Rui nè. Nhưng trái ngược với phong cách Mark full dam hay là cầm bộc phá khi bạn đi rank, đó lại là một Mark suy nhược full tank để khép góc bắt chủ lực kẻ địch. Và đòn nó bị tướng theo TNG rất là quan trọng trong việc làm chậm quá trình hồi phục của kẻ địch, đặc biệt là khi bọn nó muốn bay về tế đàn hồi phục sớm. Các bạn khi đeo đanh ấy, hãy chú ý cẩn thận nhé, đặc biệt khi bạn thấm máu. Our base tower is under attack. The tower has been destroyed.